Dạ rồi, em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Thanh, Chị năm Thanh. nay 47 tuổi, ở Quảng Ngãi. Dạ. Giờ muốn con thì bỏ đi, bữa nay nó là ngày thứ năm mà không biết liên lạc ở đâu được hết, mà trong khi đó có bồng em bé 17 tháng Là chị Thanh là quê ở Quảng Ngãi. à, quê Chị ở Quảng Ngãi. mới từ Quảng Ngãi chị vào đây hả? Ở Quảng Ngãi vào đây luôn, Chị đi mấy ngày, từ Quảng Ngãi vào đây mấy ngày chị? đi hồi trưa hôm qua tới bây giờ là trưa, 12 giờ trưa hôm qua vô tới đây là 2 giờ rưỡi sáng. Xa xôi ha. Ừ, dạ. Đường xá xa xôi. Chị là tai là chị đeo cái thính, Đeo trợ đeo thính hả? Dạ. Chị vào đây nhờ anh em là giúp đỡ là tìm con và tìm cháu ngoại hả chị? à, đúng rồi. Con chị sao bỏ đi đây? Không biết lý do sao mà lại bỏ đi, cũng biết lý do, nhưng mà trước đó 3 4 ngày thì nó có gọi điện hỏi cho ai đó thì không biết, nhưng mà mẹ có hỏi là con nói chuyện với ai đó thì hỏi mãi nó cũng nói xong rồi mẹ có hỏi con là bây giờ con muốn cái gì thì nói cho mẹ biết đi, chứ bây giờ con còn nhỏ dại đang trong khi điều trị bệnh nữa, mà đừng có làm như vậy mẹ khổ quá. Giờ nó có nói với mẹ là con muốn đi làm, nhưng mà hỏi làm ở đâu, nó nói đi làm xa, thì mẹ có nói là thôi ở đây làm đi, sáng đi chiều về rồi gửi con ở đây cho có mẹ có con, chứ đừng có đi làm xa, con còn dại quá. Nói vậy đó làm thinh rồi 3 4 tháng sau nó bỏ Đi đi. à. Con gái của chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chị? 20 tuổi á, Còn cháu ngoại nó ngoài 17 tháng. 17 tháng. Rồi là chồng của bé này đâu? Chồng của bé không có, Ôi trời đất ơi. chưa, cái em bé cháu ngoại này là người ta dụ, người ta vẫn có con xong rồi Trời người ta bỏ ơi. luôn. Vậy là mình không biết mặt mặt biết 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 không? biết biết ba biết cũng cũng hồi đó cũng có liên lạc với gia đình, nhưng mà gia đình không có trách nhiệm, rồi cũng không nói gì Tức luôn. là ba của đứa nhỏ này hả? Biết là ba nó là ở Hậu Giang, mẹ cũng ở trong đó luôn, nhưng mà họ trốn tránh trách nhiệm, họ nói Vậy là bỏ con nhà mình luôn. mình nuôi luôn. Con nhà mình là ngày trước là quen với thanh niên đó là quen ở đâu? Quen ở trong Sài Gòn mà, trong Sài Gòn mà không biết là ở đâu. Nhà mình có biết không? Vậy là đi rồi theo người Hồi ta. đó là cũng cũng phỉnh rồi nó tự vào, con bé tự vào vào xong rồi 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 có vào xong rồi được, hồi đó được 6 tháng thì thằng đó bố con em bé thì dẫn về xong rồi rồi không có trách nhiệm luôn, Trời đất trốn ơi. dẫn về ở được 1 tháng Dẫn con nhà mình hả? hả, Về ở chung với ở với nhà mình đó là ở được 1 tháng xong rồi đi đi là đi biệt tâm luôn, Là không có cưới hỏi gì hết trơn. Là bỏ luôn, bỏ con nhà bỏ mình luôn luôn. bỏ luôn rồi Là tới cũng bây không giờ không không chăm bé nhỏ này luôn. ăn Trời không đất ăn ơi. nuôi xong ấy. Sao mà lại có cái kiểu người kỳ cục vậy? Không biết lý do tại sao nữa, với lại hồi đó vì là không, bên bố bố em đứa nhỏ là không có giấy tờ tùy thân, thì công an mới là nói là phải có giấy tờ tùy thân gì mới cho ở, chứ ở lâu rồi người ta không có cho ở. Thì xong hồi đó lúc đó thì mới bảo đi về làm giấy tờ đi là đi đi luôn, Vậy là mất tâm mất tích luôn. thì biết tâm luôn, không nói tới luôn. Sau đó thì con gái nhà mình ở nhà mình hả chị? Ở nhà mình tới bây giờ luôn, tới bây giờ thì nó nói vậy đó, rồi tự ảm con đi không nói nữa. Đi cụ thể là ngày nào đây chị? Ầm đi được mấy ngày rồi chị? Đi bên này nữa là ngày thứ năm. Ngày thứ năm. Chị hoặc là người thân trong gia đình có la dạy gì bé không? Không, thì trước đó là có nói không cho đi làm xa, chỉ cho đi làm gần thôi, nói vậy thôi chứ không Vậy có là lần nói này là ẵm con nhà mình đi luôn. đi. Có quen ai trên mạng nữa không? Có quen là nó mới mới đen lên, như là có cái hình ảnh cái thằng đó, Lại lại người đàn ông khác nữa hả? người đàn ông khác Trước kia là con nhà mình quen cái thanh niên là ba của đứa nhỏ ở đây là cũng quen trên mạng hả chị? cũng có trên mạng Rồi luôn. bỏ nhà đi. Lần này Đi nữa đi hả? hồi đó đi xong rồi có bầu là 6 tháng rồi tự gọi điện về rồi rồi tiền không có tiền về rồi mẹ gửi tiền vô cho về,
thì xong rồi bây giờ mẹ nuôi hết hết cả mọi thứ rồi, bây giờ lại người đàn ông khác. Khổ quá khổ. Chị là ông xã chị đâu mà hôm nay chị vào đây có mình Ông xã ly hôn lâu rồi, ly hôn vậy hả? ly hôn mấy nay là được 10 năm rồi. Chị 10 năm chị có đi bước nữa chưa? Không có đi, ở mình nuôi con. Ở mình cho sướng ha. Đi bước nữa không may gặp người khác không tốt cái lại khổ thêm. Bây giờ mình thấy con như vậy mình thấy xót xa không chị? Bé là có được bình thường không? Chung nó cũng không được lành, nó bị bệnh động kinh từ hồi 5 tháng tới bây giờ, Trời đất nên ơi. nó không có được lành bằng người ta Động kinh là như thế nào chị? đó. Là lâu lâu lên cơn hả? Hay Lên sao? cơn nhưng mà hồi lúc đó thì điều trị cũng cũng đúng liều thì nó cũng đỡ thôi, nhưng mà nó không có lành khô. Dạ. Bây giờ tới em bé này cũng vậy, em bé nó cũng bệnh giống mẹ nó Tội quá, tội. đó. Bây giờ em chỉ lo là lo cho em bé nó đi á, là nó không có mang theo thuốc, mà em bé phải điều trị cho tới bác sĩ nói là từ 4 tuổi mới thôi. Trời đất ơi, vậy là bé nhỏ trong ngoại nhà mình cũng bị luôn hả? Tội Tới nghiệp 4 vậy. tuổi mới thôi, nhưng mà bà ngoại đang lo là đi không có mang thuốc theo, sợ bé nó sẽ bị tái lại là khổ lắm. Con nhà mình đi là có mang theo tiền bạc gì đi không? Còn đi cỡ đi cầm chắc khoảng 300-400 ngàn gì đó thôi. 300-400 ngàn mà ẵm theo con nhỏ là sao mà sống đây? Vậy thì bà ngoại mới đang lo là sợ em bé nó có bị làm sao không, đồ ăn uống như thế nào. Ở nhà là bé ở nhà là ai chăm, là chị chăm hay là con gái Ở mình nhà chăm? là một vai bà ngoại nuôi không mấy, còn mẹ nó là ở nhà chỉ là bà ngoại đi sai gì thì làm nãy thôi, chứ bé nó cũng không được làm, nó Ôi sai gì trời thì đất làm ơi, mấy. vậy là mẹ của bé nhỏ này là chưa có đi làm kiếm tiền được hả? Chưa ở nhà không á, hồi giờ chưa có đi làm, Vậy là bà ngoại là một tay bà ngoại nuôi. tay bà ngoại nuôi không á. Bà ngoại là có người thân anh em chị em gì ruột thịt không? Có mấy đứa em gái thì nó cũng lâu lâu nó cũng phụ cho cháu lon sữa rồi vậy đó, chứ còn một mình bà ngoại nuôi không. Khổ ha. Chị là ở quê là chị làm công việc gì đấy? Chị ở nhà chị đi làm ruộng không á. Làm ruộng. Làm ruộng thì chắc đủ ăn thôi chứ đúng không chị? Nói chung làm ruộng thì cái thu nhập thì nó cũng bao nhiêu á, thì cũng hơi khó khăn chút. Mình có nhà ở chưa? Có nhà thì có ở rồi, ở địa phương họ cũng cho cái giấy hộ nghèo á, nên nó cũng ở địa phương họ cũng có hỗ trợ, lâu lâu họ cũng có hỗ trợ cái chương trình gì đó là hỗ trợ. Vậy là lần này con gái nhà mình là theo như chị chia sẻ là quen một cái thanh niên trên mạng, mà mình có biết được cái thanh niên đó ở đâu không? Không không biết cái người đó ở đâu, mà cũng để không cứ để cái nick cái hốt đó, nhưng mà không có để thông tin là ở đâu, mà cũng không liên lạc được, cũng không liên được. Chị có nghe hoặc là thấy được con gái nhà mình gọi điện hay nhắn tin cho thanh niên đó không? Không có thấy, nhưng mà có người hàng xóm mới gửi cái hình của hai đứa nó mới đăng lên đó, À người đó. ta gửi qua cho, cũng không không có để ngày giờ nên cũng không biết cái ngày nào, nhưng mà cũng mới đây thôi, tại vì cũng mới đó là hai đứa mới gặp nhau nó có cái hình đó nó đăng lên Bây giờ là chị đang lo nhất là đứa cháu cho ngoại. bé Đặc biệt là tuổi đời còn rất nhỏ mà lại trong người lại có một cái căn bệnh đang cần phải điều trị. Mà tới giờ phút này con gái nhà mình là ẵm con đi mà đi lại đặc biệt lại đi lại là đi theo cái người đàn ông khác. Thì chị rất lo lắng tất cả mọi thứ đúng không ạ? Chị hãy nói một cái điều gì đó với con gái của mình đi, hy vọng con gái của mình ẵm cháu ngoại về. Thứ nhất là về để cho bà ngoại chăm sóc, thứ hai là để điều trị thuốc men. thì bây giờ bà ngoại với mẹ chứ không 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 có mong đợi gì ở con, nếu con muốn đi làm á thì con có công có việc thì con cứ đi làm, còn còn cháu thì đem về chị để cho bà ngoại nuôi, bà ngoại trông để bà ngoại điều trị thuốc cho cháu, chứ để như vậy là bà ngoại không có yên tâm, với lại con không có biết chăm sóc con của con, thì tự vì bé là từ nhỏ giờ là bà một tay bà ngoại chăm ấy, bây giờ chỉ mong muốn con đem con của con về để cho mẹ nuôi thôi, còn con muốn đi làm thì con cứ việc con đi làm, con mẹ chỉ mong như vậy thôi. Bé con nhà mình còn nhỏ. Con nó còn nhỏ quá nó như vậy tội nghiệp nó lắm, Đi theo lại nhất là đi. sợ mà
trong thời gian không điều trị thuốc nó sẽ bị tái lại là nó nặng lắm. Bé nhỏ bị vậy mẹ bé là có lo lắng nhiều không? Bình thường thì nó cũng ít cái lo lắng, chỉ có là nhắc nhở của mẹ không ấy. Một tay bà ngoại lo hết đúng không? Có hồi nhiều khi bà ngoại lo đi làm ý quên nhắc uống thuốc và cũng cho uống thuốc. Ở nhà là ví dụ bà ngoại đi làm là ở nhà là con của chị có cho cháu ăn được không? Cho nhưng mà không có cho con ăn được thì ăn, mà không được thì thôi, chứ cũng không chăm con mấy. Đang còn mải mê ham chơi lắm. Và đặc biệt rằng tụi nhỏ mà làm sao có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ bằng chị được. Chị là người có kinh nghiệm rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bé nhà mình đang còn ham chơi, chưa lo lắng được cái gì mà lần này lại ẩm theo con bỏ đi như vậy. Đặc biệt đi lại đi theo người đàn ông khác là thì thật sự điều này rất là lo lắng, đúng không ạ? Bây giờ chị sợ nhất là cháu ngoại nhà mình trong cái thời gian mà đi sẽ gặp những cái điều không hay. Thứ nhất là đang điều trị mà không có thuốc men. Thứ hai là chăm sóc về ăn uống cũng như là sữa. Bé là còn bú sữa mẹ không? Còn, nhưng mà mẹ nó không, chỉ còn uống thôi chứ còn sữa thì không có nhiều. Hết sữa rồi. Trước kia là có cho bú sữa mẹ không chị? Trước kia thì có bú, nhưng mà thời gian sau này là nó lớn rồi, sữa nó không có bao nhiêu, chủ yếu là mình chăm ăn ngoài thôi. Khổ thật sự khổ. Hy vọng là em gái xem được video này, thấy mẹ của em từ Quảng Ngãi vào Bình Dương để nhờ các anh, các chú, đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm em cũng như là con của em, thì mong muốn rằng là em đang ở đâu đó em hãy sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ, đặc biệt là ẵm con em về để bà ngoại chăm sóc. Bởi vì bản thân em còn rất nhỏ, tuổi đời mới 20 mà em còn chưa làm được gì ra tiền, mà em ẵm con em đi nơi khác. Mà đặc biệt rằng em lại đi nghe theo lời ngon tiếng ngọt trên mạng xã hội để em đi theo cái người thanh niên đó, thì thật sự cái điều này làm cho gia đình rất lo lắng. Nên mà mong rằng là em hãy suy nghĩ lại, em hãy ẵm con em về để cho ngoại chăm sóc tốt hơn. Bởi vì em là chưa có làm gì ra tiền, đặc biệt lần này em đi là em đâu có tiền đâu. Không có tiền làm sao mà để em mua sữa. Thứ nhất là mua sữa, thứ hai là em biết được cái cách thức bệnh tình của con của em để mà em chăm sóc cũng như là thuốc men đây. Nên mà mong rằng em hãy suy nghĩ lại, quay trở về đoàn tụ với mẹ. Nếu có chuyện gì khó khăn khúc mắc gì về tâm sự với mẹ, mẹ sẽ là người đứng ra che chở cũng như là lo lắng cho em cũng như là con của em. Nên mong rằng em phải suy nghĩ lại. Khổ thật sự khổ. Vậy là từ bữa giờ là chị đi tìm con ở nơi nào rồi đấy? Chưa có đi tìm, tao hết hồi đó là nó đi là như đi tới các cái bến xe thôi chứ còn chưa biết đi đâu tìm. Chị là chị, theo chị là cái phương hướng của con nhà mình là đi về tỉnh nào? Phía Nam hay là phía Bắc đây? Không biết đi tỉnh nào, nhưng mà trước cái bữa trước có mấy ngày là nó có nói đi làm xa, thì chỉ có hỏi là làm xa là ở đâu. Nó có nói với chị là nó nói đi làm xa là ở Cam Ranh. Cam Ranh Khánh Hòa. Cam Ranh Khánh Hòa, nhưng mà chị cũng có chồng ở trong đó là ở cũng Cam Ranh nhưng mà ở Cam Phước Đông. Nó có nói là nó đi cũng Cam Phước nhưng mà Cam Phước Tây. Là trước đó có mấy ngày thì nó có nói vậy. Hay là về chỗ cha của bé rồi? Không, cha bé cũng không có, trong đó cô chú bác rồi cũng. Mình có liên hệ chưa? Có liên hệ hết rồi mà hàng xóm rồi cũng liên hệ hết rồi mà không có. Cha của tức là chồng của chị là có trách nhiệm với cái các con của chị không? Có. Tức là vẫn thăm non hả? Không, bố ba nó thì hồi đó ly hôn xong là dắt hai đứa con về ngoài nuôi là. Bố không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm luôn. Bây giờ đến đời con cũng vậy ha. Bây giờ con gặp cái thanh niên kia làm cho có bầu thì sinh cháu ra được cũng không có trách nhiệm luôn. Không luôn. Sao mà hai mẹ con khổ dữ à? Nói chung là từ ngày ly hôn ba nó tới giờ là ba không có trách nhiệm gì hết, mà hầu như cũng không có một chút quan tâm nữa. Bây giờ đến đời con ha, đời con lập lại đời mẹ tội ha. Số phận. Chị có sợ rằng là cái thanh niên kia quen con gái nhà mình với mục đích chính là lừa đảo không? Có sợ rằng là... Đó, cứ trong đầu cứ nghĩ là sợ bị lừa đảo. Thứ nhất là bác buôn bán trẻ em, với lại bác mại dâm. Đúng rồi. Chứ cái thanh niên kia làm gì có cái chuyện mà đi yêu mà một người phụ nữ mà đã lại mang theo con trẻ đi được. Cái trường hợp đó có nhưng mà hiếm.
Chị sợ rằng cái người thanh niên đó hoặc là những đối tượng đó là không tốt, có ý đồ xấu với con nhà mình cũng như với cháu ngoại nhà mình. Cái tình trạng mà buôn bán trẻ em rất nhiều mà, rất sợ đúng không ạ? Cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Có đi báo công an ở địa phương mà công an có trả lời là đưa thông tin để công an chỉ loan truyền ra ở dân, dân báo lại rồi mới báo lại cho mình thôi chứ họ báo vậy là được rồi. Bên cơ quan chức năng thì cái nghiệp vụ của họ mà, mình làm sao mà mình biết được nhá. Khổ thật sự, khổ. Đi tìm khắp nơi mà không thấy tin tức gì về con. Bảo là chị đi tìm khắp nơi, gia đình đi tìm khắp nơi mà không có tin tức gì về con. Rồi, rồi. Cũng có gọi khắp nơi, những cái người nào quen ở xa rồi cũng có gọi hỏi thăm, rồi cũng có đăng hình hai mẹ con lên trên mạng rồi mà cũng... Mình đăng lên mạng là mình phải cẩn thận đấy nha. Đăng lên mạng là có nhiều đối tượng người ta lừa đảo đấy. Người ta giả bộ, người ta gọi điện, người ta thấy con nhà mình rồi người ta kêu chuyển khoản đấy. Mình đừng có chuyển nhá. Bởi vì rất nhiều trường hợp bị mất tiền như vậy rồi nhá chị nhá. Chị hãy nói một cái điều nào đó để chị nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình đi. Chị nói đi. Thì bây giờ em cũng mong muốn gì hơn, chỉ mong muốn ở cộng đồng mạng có tin tức vì hai mẹ con, con của em thì thông báo cho gia đình biết. Bây giờ gia đình đang lo lắng quá, không biết nói gì hơn. Em nếu ai đó biết thì liên hệ số điện thoại và em cảm ơn. Bữa giờ là mình không có gọi được cho con hả? 5 ngày trời là con cũng không nhắn tin về hả? Không nhắn tin mà cũng không gọi luôn. Mình gọi cho con là thuê bao hay là con thuê không nghe? Quý khóc không liên lạc được. Trời đất ơi. Là họ chắc là nó lấy sim ra, nó thay sim khác. Lấy sim gì, em sợ con nhà mình lại gặp cái điều không hay á. Vậy là mới đây mình xem được con gái nhà mình đăng ảnh cùng với thanh niên đó là trên Facebook hả? Mới đăng đây, không biết đăng mấy ngày, nhưng mà hồi 12 giờ đêm tối hôm qua là có con bé nó có gửi qua cái tấm hình mà mới gửi cho ai? Con bé đó, con bé là biết được là gửi cho chị. Dạ. Gửi qua cho chị là cái hình đó. Tí chị cho em xem nhá. Để em xem, để em biết được cái phương hướng như thế nào để giúp đỡ gia đình nhà mình. Tí nữa đi, xíu nữa đi nhá. Chị để thấp tấm hình xuống nào. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái cùng với một bé nhỏ như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp, cũng như là khuyên bé gái này sớm ẩm con quay trở về để đoàn tụ với gia đình, để bà ngoại chăm sóc. Bởi vì cái câu chuyện của một người mẹ chia sẻ về đây để nhờ anh em đi tìm con, và đặc biệt một đứa con mới 20 tuổi nhưng cũng có một đứa con rồi, mới 17 tháng. Và đặc biệt cháu ngoại của chị thì lại có một cái căn bệnh thật sự rất là thương và rất tội nghiệp, đang điều trị thuốc men. Và cái người con này lần này đi một lần rồi, đã một lần là cũng chơi mạng xã hội và nghe theo lời ngon tiếng ngọt, bỏ nhà đi. Và sau đó thì quay trở về là sinh ra một em bé. Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng cái người thanh niên kia lại không có trách nhiệm với đứa con của mình. Về ở có một tháng và rồi cũng bỏ đi luôn. Không có trách nhiệm, không liên hệ gì. Tới giờ phút này thì con được 17 tháng thì lại con gái của chị lại chơi mạng xã hội và nghe theo lời ngon tiếng ngọt và quen biết cũng ẩm con đi. Hiện tại thì bây giờ là chưa biết đi đâu về đâu và ở với thanh niên nó ở phương trời nào. Chị là một người mẹ mà chị đang người mẹ đặc biệt, người mẹ đơn thân mà đang lo lắng rằng con nhà mình và cháu ngoại đi lần này sẽ gặp những cái điều không hay, sợ thanh niên kia có ý đồ xấu, có thể là lợi dụng để mà thực hiện những cái kế hoạch. Nếu yêu thương thật lòng thật sự thì lại đỡ hơn, thì may mắn. Còn nếu mà cái trường hợp mà lợi dụng cũng như là lừa đảo buôn bán thì trong cái trường hợp này thì thật sự đó là cái điều đáng tiếc. Nên rất mong tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái tin tức cũng như là biết được em gái này cũng như bé trai đang ở đâu để giúp cho em gái này, bé trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con và tìm cháu ngoại. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái và cháu ngoại mình không? Có, em có đồng ý cái chuyện đó, tự nhiên em rất mong muốn đi gặp con và cháu. Anh em sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức nhá, và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha chị. Và toàn bộ thông tin câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Chị chia sẻ câu chuyện này có đúng với sự thật không? Đúng như sự thật luôn. Rồi thì cuối video em chúc chị là về Quảng Ngãi Thượng Lộ bình an. Chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái cũng như cháu ngoại sớm quay trở về đoàn tụ với lại
gia đình chị nhá. Rồi em xin phép chào chị. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.